Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lên ở đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mến chúc mọi người có những ngày Tết thật là vui vẻ, an nhiên và thật là ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Câu chuyện nào cũng vậy cả, đương nhiên nó sẽ có một cái kết quả. Và trong cái câu chuyện của cố ca sĩ thì chúng ta hiểu rất là rõ rồi. Một cái người mà nhân hậu, sống vì tình vì nghĩa, sống hết lòng như vậy đó, để rồi cô ấy trao cả cái sự yêu thương cho cả gia đình cuối cờ, cuối cùng đánh đổi lại là được cái gì ạ? Là một cái sự bạc bẽo thôi. Cho nên á, sự việc nào cũng vậy, mình hãy nên nghe từ hai phía để mình có thể là cảm nhận. Các bạn còn nhớ trong những cái ngày cuối năm thì bản thân của cờ và bác ba bay ra Hà Nội để có thể là nhận cái show diễn của chú bầu. Thì cái ngày hôm đó là cờ hát lạc tông lạc bài mà các bạn nói quá trời quá đất ấy. Cái xong rồi mới ngày vừa đây mình có nghe cờ nói lại với phía bên người yêu mến hâm mộ của mình á, rằng là ngày hôm đó không phải là em hát lạc tông lạc bài gì hết trơn á, mà là do em hát theo cái chuyện đổi mới rồi cái cách để có thể là hả lấp liếm để khỏi có bị dính bản quyền. Nhưng mà thật ra theo như mình biết á thì cái này không có dính bản quyền gì hết trơn á, mà bản thân của em là hát dở. Ví dụ như á mà mình hát nó có tệ đi thì mình nói với quý vị khán giả, những cái người yêu mến hâm mộ của mình, người ta thông cảm. Bởi vì những cái bài hát mà em thể hiện trong cái ngày hôm đó đã được rất là nhiều ca sĩ thể hiện, và trong đó có em Phương Mỹ Chi nữa, mà họ không có bị gì hết trơn. Vậy mà em bây giờ em sợ là em sợ cái gì? Ví dụ như á mà mình có hát dở, mình có hơi tệ đi, thì mình nói rõ ra, mình sống là mình phải thật một tí. Tại vì mình nói mình đặt điều á, mình nói như vậy á, mình dắt mũi phía bên những người yêu mến hâm mộ của mình ấy, thì họ đâu có biết cái gì đâu. Họ cũng đâu có hiểu được rằng là quyền tác giả là cái gì, họ cũng đâu có biết được rằng là dính bản quyền là cái gì, người ta cũng không có hiểu được. Cho nên rằng là dắt mũi họ dễ quá. Bởi lẽ các cô chú anh chị em hãy nên sáng suốt lên, hãy nên suy nghĩ coi, tại vì sao biết bao nhiêu người người ta hát nó không có sao mà bản thân của cờ hát lại bị. Mà trong khi đó là những cái bài hát đó không phải là thuộc phía bên của cố ca sĩ, cho nên khỏi cần phải sợ đi. Cái đó là phải mua quyền tác giả của cái người mà sáng tác ra cái bài hát đó. Cho nên ta nói nhiều lúc các bạn không có hiểu được cái sự việc thì các bạn cứ vu vạ thế này thế kia, rồi các bạn cứ ý ới làm như là cái tội lỗi gì cũng đổ lên đầu của phía bên cố ca sĩ. Ủa, người ta có biết cái gì không? Người ta cũng chả cần quan tâm nữa. Bản thân của cờ lúc trước có mọi người thấy không? Cờ nói rằng là phía bên cố ca sĩ cắt khăn tang. Rồi mới vừa đây là cái trang fanpage của cờ nữa, nó bị lỗi, bị phải gì ở trong đó, người ta cũng lôi phía bên cố ca sĩ ra để họ nói. Cuộc đời này nó lạ lắm. Những cái chuyện mà thiêu dệt đơm đặt á, giống như là cái bản năng của cờ vậy đó. Cờ thiêu dệt sao tất cả mọi người cũng nghe. Ôi trời ơi là trời. Cái trang fanpage đó nó bị lỗi bị phải á, là các bạn hãy nên hỏi cái người idol của các bạn ấy, có phải rằng là anh ta là cái người khóa cái trang fanpage đó lại và chưa muốn sử dụng hay là không. Hoặc là các bạn có thể hỏi bên những cái người được gọi là bộ kền kền của anh ta đó, để biết rõ rằng là họ có tham gia vào trong cái câu chuyện này để thiêu dệt hay là không. Đơn giản rằng là anh chàng 18 tuổi của các bạn vẫn đang theo dõi, vẫn đang online hàng ngày để có thể là xem thử các bạn đang nói gì, các bạn đang hoạt động như thế nào, và đang nói về cái người mẹ quá cố đầy cái sự bi đát đến như vậy đó. Như ra làm sao? Anh ta tham gia hết vào trong tất cả mọi cái câu chuyện đó, nhưng mà anh ta im ỉm, anh ta giả trăng không hề nhẹ và tạo ra một cái hiệu ứng rằng là im lặng là vàng. Im lặng là thể hiện rằng là mình là thanh tao thế này thế kia. Nhưng mà không đâu mọi người ơi, ở phía đằng sau là cả một cái bàn tay, là cả một cái ekip để có thể là dìu dắt cho anh ta làm ra những cái câu chuyện mờ ám. Nói đến đây thôi thì mình cảm thấy thương cho cố ca sĩ. Bởi vì cái sự không bao giờ mà nghi ngờ ngờ vực, cô ấy sống hết mình, cho nên cô ấy cũng đâu bao giờ hiểu được rằng là cờ lại có thể là diễn tuồng hay đến như vậy. Cho nên ta nói á, cố ca sĩ đã từng dặn cờ rất là kỹ càng, cho dù có xảy ra bất cứ một cái chuyện gì thì vẫn thương yêu những người thân trong gia đình, những cái người mà đã từng giúp đỡ cho mình, phải biết trước, biết sau, biết ơn, biết nghĩa, để sau này có bất cứ một cái sự cố nào xảy ra thì mình vẫn còn đứng vững bằng cái đôi chân của mình. Chứ nhưng mà cờ phớt lờ đi những cái điều đó,
cờ phủi hết những cái điều mà cố ca sĩ đã từng dạy, để chạy theo những cái điều phù phiếm ở bên ngoài, để rồi bây giờ trong chính cái bộ kền kền của anh ta là những cái người đang lục đục, rõ ràng lục đục, nghi ngờ ngờ vật đủ điều. Rồi cái trang fanpage mà hơn 100.000 người follow á, nói thẳng ra trong thời gian sắp tới đây có khả năng rất là lớn là nó sẽ chuyển thành một cái trang fanpage được gọi rằng là bán hàng online hay là cái gì gì đó. Bởi vậy cô ca sĩ nói cấm có sai, bạn thì ít, bè thì nhiều. Những cái người yêu mến, hâm mộ của cờ thì nó rất là thấp, nó rất là ít. Mà cái người mà người ta lợi dụng vào cái câu chuyện để người ta thiêu dệt và người ta tố cố ca sĩ, lợi dụng vào bản thân của cờ để mà có thể là thiêu dệt ra những cái câu chuyện sai á, thì bản thân của cờ biết rõ lắm chứ. Nhưng mà em ấy vì cái tiền, vì cái sự lợi nhuận của mình mà đánh đổi đi cả cái tình yêu thương của mẹ nuôi mình. Cho nên ta nói đây là một trong những cái kết mà không thể nào mà đắng hơn của cờ và gia đình của cờ. Các bạn biết không, trước khi ra khỏi nhà của cố ca sĩ là anh ta đã chuẩn bị một cái kế hoạch sẵn rồi, rằng là làm mọi cách để có thể là lấy lại tiền cachê. Và khi mà nhận được cái số tiền hơn 2 tỷ đồng thì anh ta đã giọt lẹ và đi theo cái tiếng gọi ý ới của những đồng bọn, rằng là làm sao để cho người khác cho mình thêm một cái khoản lợi nhuận nữa. Cho nên ta nói á, cuộc đời này á, mà kiếm tiền nó dễ không phải là những cái đồng tiền chân chính, mà cái đồng tiền mà mình kiếm ra như vậy đó, mình dựa vào cái hơi của mẹ nuôi mình, mình dựa vào cái tiếng tăm của mẹ nuôi mình, để mà mình có thể là làm cho người khác nghĩ sai về mẹ nuôi mình, thì cái đồng tiền đó ăn nó khó lắm cờ ạ. Phủi ơn bạc tình bạc nghĩa, chả bao giờ biết đến những cái công lao mà cô ca sĩ đã từng giúp đỡ cho cả gia đình của cờ. Và bản thân của em á, là cái người mà nhận tiền của người khác nó dễ dàng quá, dễ ăn sổi quá, không có làm mà đời có ăn á, thì ta nói em cũng giống như là một con cờ trong tay của những người đó thôi. Người ta thích á, thì người cho ta cho em đu bám vào. Người ta chỉ coi em giống như là một cái cây tầm gửi, thích thì làm quen, không thích thì vứt bỏ, đơn giản là như vậy thôi. Chứ người ta cũng đâu có cần câu nệ gì đối với bản thân của em và gia đình của em. Cho nên nếu như mà người ta muốn giúp cho em thật sự, người ta đã lo cho em từ đầu đến cuối rồi. Người ta cũng không bao giờ mà để cho em đứng lên trên cái sân khấu của Châu Bào để mà hát ý a ý ới, hát ta nói lạc tông lạc bậy, để rồi em thiêu dệt ra những cái câu chuyện tào lao bát xế của em. Và nếu như bản thân của họ, bác ba và chú bầu muốn giúp cho em và gia đình của em, thì người ta đã xây nhà ở dưới quê cho em chắc cũng cách đây cả năm trời rồi. Chứ đừng có nói gì mà về cái vấn đề người ta ý ới rồi người ta lạc lõng rồi người ta cũng phớt lờ đi. Ta nói cả một năm vừa qua là cả một cái biến cố trong gia đình của cố ca sĩ. Đáng lẽ ra nghệ sĩ với nhau thì người ta phải thông cảm, người ta phải hiểu chứ. Nhưng mà đằng này á, người ta thiêu dệt, rồi người ta vẽ, rồi người ta đi theo cái chiều hướng được gọi là cho 1 tỷ đồng á, cho 500 triệu rồi này nọ lõi chai á. Rồi cuối cùng đâu tưởng đâu dễ ăn quá, ai dè đâu nó trớt quớt đó. Rồi cuối cùng bản thân của cờ thấy không? Trời ơi, ta nói cái người mà người ta sống mà không có tình có nghĩa thì làm sao mà người khác người ta đối xử tốt với mình. Trong mắt của họ, họ không có buồn nói ra thôi. Chứ nếu họ nói ra thì cờ làm gì có cái non nước nào để mà tồn tại trên cõi đời này. Người ta sẽ nói rằng là đối với bác, đối với chú thì con cũng giống như là một cái người lạc lõng, con cũng giống như là cái cây tầm gửi. Bây giờ bác và chú cần đến con á, thì bác và chú sẽ nói những cái lời hay lẽ phải dành cho con, những cái lời ngọt ngào có cánh cho con thôi. Chứ mà một khi mà bác đã không cần đến con, không màng đến con á, thì làm gì có cái điệp khúc được gọi là bác cháu. Cho nên á, cố ca sĩ là cái người biết nhìn xa trong rộng á. Cô ấy hiểu rõ rằng là bản thân của cờ cần phải làm như thế nào để có thể là đứng vững trên sân khấu bằng cái đôi chân của mình và đi bằng cái thực lực của mình, chứ không phải rằng là mình dựa vào bất cứ một cái scandal nào để mình có thể là nổi trội trên mạng xã hội. Và mạng xã hội mà em cờ, em đã đánh đổi và em đã muốn bước chân vào cái cuộc chơi này thì em phải chấp nhận là 50-50%. Có nghĩa rằng là em làm thì em phải chịu,
em có chơi thì em phải có chịu. Cũng giống như là em nhận tiền của bác Ba và chú Bảo rồi thì em phải tiếp tục trên cái con đường được gọi là hát trong những cái show của chú Bảo thôi. Chứ giờ làm sao, em làm gì có cái quyền nào để mà gọi là lựa chọn nữa. Bởi vậy nên ta nói em làm gì có cái quyền được gọi là khước từ. Và trong cái thời gian này làm gì có ai mà mời em đi trong những cái show diễn. Ta nói nhá, bây giờ em nhìn lại đi. Nhìn lại Quỳnh Trang, Thiên Ngân với lại Tuyết Nhung, con gái của cố ca sĩ kia kìa. Rồi mình có cảm thấy là tủi nhục không? Bởi vì sao? Họ là những ca sĩ thật thụ. Họ đứng trên những cái sân khấu chuyên nghiệp. Họ hát với một cái sự tự hào, một cái sự yêu thương chan chứa. Và ở đâu đó trên khắp mọi miền đất nước, những cô chú anh chị em trong nước và ngoài nước, người ta vẫn dõi theo và biết được rằng là đó là những người con tuyệt vời của cố ca sĩ. Còn bản thân của em thì sao? Đến với bác Ba chú Bảo, ví dụ như em phát triển đi, người ta cũng không nói. Còn đằng này em bác tài là nhà. Ví dụ như mà em đến với bác Ba chú Bảo mà em cao ngất ngang ngất ngưỡng đi, người ta cũng không có dám lên tiếng để người ta nói. Còn đằng này nói thật sự với mọi người á, nó e chè từ đầu đến cuối luôn. Mà người ta nói rằng là mình ghen ăn tức ở. Chúng ta đâu phải là con người rảnh rỗi đến cái mức độ như vậy. Chung quy tóm lại, tất cả một cái sự việc mà ngày hôm nay Cờ phải gánh chịu là lỗi do Cờ. Và bản thân ba mẹ của Cờ là cái người cũng đã quá là sai trong cái câu chuyện này rồi. Đáng lẽ là cha là mẹ là phải cái người dìu dắt, là cái người dẫn đường cho con của mình. Nhưng đối với bố mẹ của Cờ thì không. Ai muốn làm gì đó là làm. Con mình nó hót hay hay là hót dở gì đó, đó là cái chuyện của con mình. Còn cái thời mà sống chung với cố ca sĩ thì mọi cái trách nhiệm dạy dỗ con của mình đều là phải là một tay của cố ca sĩ. Cho nên bây giờ tưởng đâu là dễ ăn lắm, Cờ bước chân ra kết hợp cùng với lại bác Ba và chú Bảo, tưởng đâu là bác Ba và chú Bảo sẽ lo cho Cờ từ A tới Z hả? Không dễ đâu cô chú ơi. Cuộc đời này không có ai mà rảnh rỗi mà để lo cho con của cô chú giống như là con ruột của họ, giống như cố ca sĩ đâu. Cho nên cuộc đời này cô chú cũng sẽ không bao giờ mà kiếm được một cái người thứ hai giống như cố ca sĩ. Bởi vậy nên cái lúc á, có thì không biết trân quý. Bây giờ nhìn đi nhìn lại á, thì mới tháo được cái cảnh rằng là những cái người mà luôn nói yêu thương mình, lo lắng cho con của mình là những cái người chỉ toàn là lợi dụng vào con của mình. Còn cái người mà thương con của mình thật lòng, lo cho con của mình thật lòng giống như cố ca sĩ thì lại vô ơn, bạc tình. Thử hỏi rằng là cuộc đời này có ai mà phù hộ, độ trì để cho con mình có thể là phát triển sự nghiệp được nữa hay là không? Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe, ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Chào tạm biệt ạ.